Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một trò khá là vui với cái nắm chai này. Đi chơi thì các bạn chuẩn bị một cái cuộn băng dính to này, hoặc là cái vòng tròn gì đó như thế này, một cái nắp chai và hai cái dây thun này, bút nữa này. Đây, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đục một cái lỗ ở đây. Đồ đạc chuẩn bị thì khá là đơn giản. Các bạn đục lỗ vừa phải để nó to quá. Sau đó các bạn thắt cái dây thun vào đây và xung quanh cái nắp chai này. Đó. Bây giờ cho cái này vào đây. Các bạn đặt bút vào cái lỗ các bạn đục ra, bây giờ các bạn xoay. Đấy. Các bạn thấy cái hình tròn không? Cái này mình sẽ đục cái lỗ khác. Cái lỗ này nó hơi bị to. Nó sẽ tạo thành cái bông hoa. Đấy. Bạn thấy không? Như cái này được chơi trên giấy cũ. Bạn cứ vẽ theo vòng thôi. Đấy. Quay vòng rồi. Một hồi nó ra hình này. Mình lấy cái nắp khác. Cái nắp này hồi nãy mình đục nhiều lỗ rồi. Đây. Cứ mỗi lỗ ở trên một vị trí trên cái nắp này nó sẽ ra một cái vòng tròn khác nhau. Đấy. Ra cái vòng tròn này. Đây mình làm cái lỗ khác. Đấy. Còn này nghịch thì rất là tốn mực. Các bạn sẽ được những cái vòng tròn. Đấy. Rồi, các bạn có thể làm và chơi ngay. Rất là dễ. Các bạn nếu quấn dây thun quanh này nha, không có dây thun là mình tháo dây thun cho các bạn xem. Không có dây thun thì các bạn xoay nó ra hình tròn này thôi này. Đó, nó chỉ ra vòng tròn thôi, phải có cái dây thun mới được. Nhớ quấn dây thun quanh là mới được nhé. Rồi, mình sẽ dừng video tại đây. Chào các bạn nhé. Xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye, chào các bạn.